Ồ, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại chì của công ty Otilet phân phối và nhập khẩu. Đây là loại chì không cần nhựa thông. Thông thường thì các bạn mới vào nghề, các bạn hàn mối hàn như là chó dặm gì đó. Một con chì này đúng 1 ký nha các bạn. Nhưng mà không sao, mình cũng là người hàn như chó dặm. Nhưng nhờ công nghệ mới sản xuất một loại chì như thế này làm cho mình hàn tốt hơn, giống như một dàn chì nghiệp. Ồ, nói thì các bạn không tin đâu, làm thử thế nhé. Đây là một cái mặt in thông thường mà chúng ta làm ở tại Việt Nam. Mặt đồng cũng kém chất lượng hơn là những mặt của nước ngoài sản xuất. Ồ, mình lấy cái gì mình hàng đây? Đây là những cái mình chuẩn bị sẵn vào cho các bạn thấy nhá. Cũng chuyên nghiệp đấy. Nhưng thật ra mặt nhỏ và các bạn thế này, công việc này cho phụ nữ hay hơn. Các phụ nữ nhanh tay và lẹ mắt hơn. Công việc mà đâm con led vào cái lỗ này thì thật ra mình chẳng bao giờ làm bao giờ. Hôm nay mình làm cũng khá dễ luyện thế. Ok, đại khái là như vậy thôi nhé. Thông thường thì các bạn mua chì ở ngoài như tao. Chì ở ngoài như tao thông thường thì chỉ có 8 lạng đến 7 lạng mà thôi. Nhưng giá thì lại rất rẻ. Thứ nhất là cắn thiếu kỹ. Thứ hai là cao cắn nhiều, độ bóng không có, độ kịch dính không có. Mà chúng ta mua một cuộn chì mà độ kỹ như thế này thì tầm khoảng 550 đến 600 ngàn 1 ký. Nếu đi nghĩ lại kinh tế thì chúng ta sẽ mua loại những loại chi thế này thì kinh tế hơn. Ồ, cũng khá chuyên nghiệp đấy nhé. Nếu một loại chì mà không có nhựa thông mà hàng như thế này thì đảm bảo các bạn mới vào nghe, các bạn hàng rất là tuyệt vời, không bị chủ hay là sếp đá mắng mình. Các bạn thấy đây, không có một miếng chì nào thấy ở ngoài. Khói chì cũng rất ít, và theo nhà sản xuất thì khói chì này tiết ra không có khói độc hại cho cơ thể. Chì rất nhẹ lửa. Ok, đã tiết tắt mình hàng xong cái bó mạch. Các bạn nhìn thấy đấy, rạc bọng và rạc chặt. Sau đây là mình sẽ thí nghiệm đột. Wow, nóng thế. Và nhìn thấy đấy, chì chảy ra rất là bọng.
Vâng.